Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 40 cái token MTK. Và để tham gia vào dự án này thì mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như thế này. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào chữ Go to Telegram cho mình. Rồi sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn Start. Rồi ok, sau đó thì mọi người sẽ nhập mã captcha nhé. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào chữ process này. Con bot này nó chạy hơi chậm một chút nên mọi người kiên nhẫn nhé. Bởi vì cái dự án này nó cũng tương đối tiềm năng nên là bỏ qua nó hơi phí. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ nhập địa chỉ email nhé. Ok, sau đó thì mọi người sẽ bấm vào chữ nhiết cho mình. Rồi ok, tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào chữ airdrop này nhé. Rồi, và sau đó thì mọi người sẽ join vào Telegram và sau đó add 3 người bạn vào trong cái nhóm Telegram này nhé. Mọi người sẽ join vào Telegram này. Rồi chọn join này và mọi người sẽ mời 3 người bạn. Thì mọi người chỉ cần bấm chữ A còng này nó sẽ hiện lên những người ở đây thì mọi người có thể bấm vào tùy ý nhé. Cứ chọn đủ 3 người là được. Ok, sau đó gửi vào đoàn nhóm. Rồi, tiếp theo quay trở lại này. Mọi người bấm vào chữ Submit Data này. Bấm vào Submit Data đây nhé. À, vẫn còn thiếu một vài nhiệm vụ, quên mất. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ join vào Telegram Channel này. Mình không để ý rồi. Ok, và sau đó là follow Twitter và retweet bài đăng nhé. Thì mọi người cần phải test thẻ 3 người bạn này. Và gắn cái hashtag này vào cho mình. Rồi mọi người sẽ copy cái hashtag trước nhé. Rồi ok. Copy hashtag này. Chép này. Rồi. Sau đó vào Twitter này. Ok, mọi người sẽ bấm chọn theo dõi này. Rồi, sau đó kéo lên chọn like này. Sau đó chọn trích dẫn tweet. Rồi, mọi người sẽ test thẻ 3 người bạn cho mình. Và gắn cái hashtag vào. Sau đó chọn tweet lại này. Ok, quay trở lại. Rồi tiếp vào kênh YouTube của nó nhé. Rồi mọi người sẽ bấm chọn đăng ký này và quay trở lại bot. Rồi sau đó thì mọi người sẽ bấm submit data thì nó sẽ hiện ra như thế này. Bây giờ sẽ bấm submit này. Rồi ở đây nó yêu cầu gì? Mọi người chọn nhiết cho mình nhé. Rồi ok, sau đó nhập username của Twitter. Con bot này nó hơi đơ. Nên mọi người cố gắng kiên nhẫn nhé. Rồi như con bot này nó có vấn đề. Nếu mà mọi người nhập lần thứ nhất mà không được thì mọi người có thể nhập lại lần thứ hai nhé. Chờ một lúc mà không được thì có thể nhập lại lần thứ hai. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bấm chọn nhiết cho mình.
Ok, sau đó thì nó sẽ yêu cầu là gửi cái profiling của kênh YouTube. Rồi mọi người sẽ vào YouTube để lấy profiling nhé. Và quay trở lại trang chính của YouTube này. Mọi người sẽ bấm vào ảnh đại diện đây cho mình. Rồi chọn mục kênh này. Rồi sau đó bấm vào dấu 3 chấm. Chọn chia sẻ và sao chép đường dẫn. Quay trở lại, mọi người sẽ dán profiling của YouTube vào. Trời ơi, bóp này nó đưa thật sự rồi. Rồi ok, bây giờ thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BSC cho mình. Rồi, gửi cho nó. Ok, sau đó chọn nhiếp này. Rồi, chọn nhiếp này. Sao? Lại gửi địa chỉ à? Rồi, gửi lại cho nó vậy. Rồi, ok. Mọi người có thể bấm vào withdraw để ấy nhé, để xem là cái thời gian rút của nó. Thì cái token này xem nào. Withdraw. Trời nó đưa quá. Rồi ok. Như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.